Xin chào các bạn, trong clip này hôm nay mình sẽ dựa các bạn một loại trái cây rất là đặc biệt của Trà Vinh nhé. Đây là quả dừa sáp này. Đó, quả dừa này thì bên trong nó không phải là dừa có nước như bình thường mà nó hoàn toàn là sáp các bạn nhé. Đó, đây mình sẽ bỏ bớt những cái chi tiết dừa này ra, bỏ những cái mùn dừa này ra, sau đó thì mình sẽ bổ nó ra các bạn xem nhé. Mình sẽ bổ ra các bạn xem. Mình lấy một cái tô to mình để nước này, để dừa vào đây. Nếu mà nó chảy nước ra, mình sẽ làm như này. Lấy cái sống dao nha, gõ cái. Hai cái. Rồi, nó đã vỡ ra rồi các bạn này. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ đổ cho bát cho đỡ bụi này. Các bạn lấy cái sống dao cứa nhẹ một cái. Nếu bạn thấy nước chảy ra thì là dừa thường nhé. Còn nếu không thì nó sẽ là dừa sáp. Mình mua 90 ngàn đồng một quả dừa sáp nhỏ này. Gọi là sáp bi ấy. Đó, đây này các bạn này. Đây gọi là dừa sáp các bạn nhé. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem cái phần bên trong của dừa sáp này. Đó. Đây là quả dừa sáp. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.